Ngày 23 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc sẽ hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện. Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ hội kiến lãnh đạo đảng, chính phủ và Quốc hội Việt Nam trong thời gian thực hiện chuyến thăm. Tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam có khoảng 205 doanh nghiệp của Hàn Quốc, là số doanh nghiệp đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam, cũng là lần đầu Tổng thống Yoon Suk-yeol công du Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Điều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc và chính phủ Hàn Quốc đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN. Trong hơn 30 năm qua, hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, trên cả bình diện song phương và đa phương. Sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực hợp tác phát triển sâu rộng và bền vững. Hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Các cơ chế đối thoại hợp tác được vận hành ổn định. Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển và xếp thứ ba về thương mại. Hợp tác về lao động du lịch tăng trưởng tốt. Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động và thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và giữa các địa phương hai nước. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam thúc đẩy triển khai hợp tác theo khuôn khổ và tầm vóc mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.